Xin mời em câu hỏi đầu tiên ạ. Đây là câu hỏi về xem clip ạ. Xin chào tất cả các bạn, mình là Thanh Tân và mọi người cũng hay gọi mình là AJ. Sau đây mình có một câu hỏi muốn hỏi tất cả các bạn là theo phương pháp phối màu, ba tia sáng thuộc ba màu cơ bản là đỏ, lục, lam có cùng cường độ khi chồng lên nhau sẽ cho ra màu gì? Màu gì hả Phương Hằng? Hằng nghĩ là màu trắng. Có muốn thay đổi không? Không. Màu trắng là đáp án chính xác. Hay quá Hằng ơi. Rồi, bây giờ coi như là số 13 đã thuộc về Hằng. Màu xanh lá đã hiện lên số 13 rồi. Và cái người mà đạt được số 13 này có một cái quyền lợi, đó chính là có 30 giây được giới thiệu về bản thân mình và những điều mình muốn và những điều mình làm, coi như là 30 giây quảng cáo. Xin chào mọi người, mình là Phương Hằng, hiện tại là mình là diễn viên. Anh Tâm là ca sĩ. Anh Tâm kế bên mình là anh Thanh Duy, chị Kha Ly, anh chị đây là diễn viên. Giống như Hằng, hết 30 giây chưa? Chưa. Còn 15 giây cuối. Nói về chuyện gia đình mình cũng được. Ừ, mà có gia đình mình rất hạnh phúc. Hiện tại thì em và chị Ly có bán online nữa. Ủa, em chơi fan like đúng không? Không, thường nói về bản thân mà hợp lý. Dạ, nhưng mà em có giới thiệu mọi người cùng chơi. Đúng, rất là hợp lý, biết trước biết nên sau. Có ai thắng biết thì phải chia cho em. Hay, mọi người sẽ mua hàng online cho Phương Hằng. Rồi, chúng ta hãy cùng đến với câu hỏi tiếp theo. Đây là câu hỏi clip ạ. Sắp xếp lại các ký tự sau đây cho có nghĩa. Chúng ta có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 đôi chữ. Ai nhìn chung thấy chữ gáy hết trơn á. Dê đứng đầu hả? Vậy mà nếu mà ai thấy được liền bấm liền đi mọi người ơi. Ai à? Duyên dáng. Chính xác là chữ duyên dáng. Rồi mời Phương Hằng chọn ô. Dạ em chọn ô số 7. Ô số 7. Rồi câu hỏi tiếp theo. Câu hỏi số 3. Thứ gì đa số chị em phụ nữ đều có khi bỏ chữ đầu thì thành loài hoa, cắt chữ cuối thì thành loài động vật, bỏ dấu thì biến thành một loại vũ khí? Bỏ chữ đầu là hoa. Cả hai người phụ nữ ở đây ngày hôm nay đều có điều ấy. Ngay tại đây, trong ánh sáng trang hòa này. Cái gì mà em có mà anh không có vậy? 5 4 mới vòng đầu mà có hỏi khó vậy hả? Rồi nói gì trời. Bỏ cái đầu là hoa, bỏ cái cuối là động vật. Đây là câu đố mẹo. Cái gì? Cái gì mà chị em phụ nữ có? Tóc á. À, chị đã bị mất lượt rồi chị Kha Ly. Đàn ông không có tóc mà chị Ly. Từ từ. Nếu mà tóc mà bỏ chữ đầu là sẽ có ốc, mà bỏ chữ C là sẽ tó, tó. Mà bỏ chữ dấu sắc đi là không phải có nghĩa luôn. Mời Kha Ly bước xuống dưới. Bỏ chữ đỏ. Nhìn qua ô số đỏ đi. Mình có ai ở bên đây? Chồng. Mình bỏ chữ chồng mà bỏ chữ C thì có gì? Hồng. Bỏ chữ G đuôi thì sẽ có gì? Chồn. Và bỏ dấu quyền thì sẽ có gì? Chồng. Chồng hả? Ở là chồng. Rồi. Phải liên tưởng nha. Câu này câu đúng là này. Mẹo luôn á. Không sao. Có câu vậy nó mới vui. Mấy bước dạo đầu thôi ạ. Rồi câu hỏi tiếp theo. Sau đây là câu hỏi hình ảnh ạ. Phần được tô vàng trên sọ người được gọi là xương gì? Màu nào? Màu đỏ. Thanh Duy. Thái dương. Xương thái dương là đáp án chính xác. Rồi xin chúc mừng anh Thanh Duy, bây giờ xin mời anh chọn ô 19. Có hai ô giữa lận á. 19. Câu tiếp theo. Hãy cho biết nàng tiên cá đã đánh đổi điều gì với vụ phù thủy bạch tuộc để có thể lên bờ? Xin mời Kha Ly. Chị Kha Ly. Giọng hát quá dễ, đó chính là giọng hát. Mời Kha Ly chọn số 1. Ô số 1 là của Kha Ly, chúc mừng Kha Ly. Câu hỏi tiếp theo. Trả lời đúng là ngon nè. Nếu Ly ăn được 25 là 5 ô trắng luôn, giống như chơi cờ vây vậy đó. Câu hỏi tiếp theo. Cái gì của chồng mà các cô vợ muốn lấy nhất? Đó là một từ. Tiền phải không em? Tiền lương của anh vợ giữ hết bao nhiêu? Đưa hết. Đưa hết luôn. Wow. Đúng rồi, đâu có được giữ cái gì đâu. Tại sao phải mần nhục tôi trên sóng truyền hình như vậy? Sao người ta hỏi thăm chuyện tình cảm vợ chồng mà. Cái này là chắc chắn luôn á. Bởi vì câu hỏi chưa hết mà tâm bấm rồi. Bức xúc dữ lắm. Chính xác. Tối nay vậy chết. Ủa anh tự tuyên bố hay luôn thiệt, hả? Thiệt. Anh tự tuyên bố luôn hả? Anh tự nói gì đó còn đúng không biết nữa. Thật ra chính xác của nó là tiền lương. Đúng không à? Đúng rồi. Ngày mà ông chồng nhận lương về á, khi mà các ông chồng gặp các cô vợ thì các cô vợ sẽ thường hỏi chồng là tiền đâu. Chồng sẽ quay qua và trả lời
tiền gì. Không em ơi, và điều đó tạo nên nếp nhăn trán của phụ nữ và không, nếp nhăn ngang hàng không có hỏi như vậy. Hàng hỏi sao? Tại vì khi mà bất cứ cái hợp đồng nào của anh Tâm thì hàng đều ghi sẵn số tài khoản của hàng chồng rồi. Hỏi làm gì cho mệt. Bởi vì anh mới nói thời buổi công nghệ 4.0 đâu có đứa. Dạ đúng rồi, chuyển khoản hẳn. Đang nằm nghe tưng tưng. Rồi ok rồi anh, yên cơm đi. Yên cơm. Bởi vì mai mốt á, ai mà làm hợp đồng phải nhớ hỏi hai tài khoản hay không. Cứ hỏi một bên cái đường, cái con số à. Rồi như nói về tiền mọi người thích hay sao á. Chọn ô số 25 hả? Chọn ô số 25. Quá cửa thôi mà. Quá cửa. Quá cửa. Quá cửa. Tại vì mình thấy hai người kia kẹp chọn giữa. Tôi thấy cái kiểu này nha, chương trình nói là bây giờ vô đây là không có ai vợ chồng ai, nhưng mà vô đây là tôi thấy là cặp nào cũng đang bảo vệ lẫn nhau thì phải. Bây giờ mình chơi cái trò là ngày hôm nay chúng ta cam kết với nhau là tiền của ai thắng người đó giữ. Chơi không? Vậy đi. Chơi không? Chơi thiếu hả? Anh chơi không? Ok thôi. Ok thôi. Dễ dàng quá. Ok thôi. Ok không? Hai thằng với lại Ly ok không? Thì lâu lâu cho giữ một bữa cũng có sao đâu. Giữ hết đâu được xài đâu chị. Tiền ở giờ nó giữ. Rồi thôi tôi xin nhớ cái điều này, cam kết ai người đó giữ. Nhưng mà còn như thế nào về nhà tính sau ha. Thôi câu hỏi tiếp theo đi nào em nha. Câu này khó nha mọi người chuẩn bị động não nè. Chị dâu của em trai, em gái nhưng không phải chị dâu hay em dâu của mình thì gọi bằng gì? Chị dâu của... là cái người chồng nó sẽ gọi cái người chị dâu đó của em trai em gái mình thì là vợ của mình. Chính xác. Hay quá. Rồi mời Phương Hằng chọn ô. Tôm 15 đi. Cho chắc ăn. 15 là sự lựa chọn của Phương Hằng. Rồi. Câu hỏi tiếp theo. Sau đây là một câu hỏi về phim ảnh. Mời xem đoạn clip sau. Trời ơi. Trích đoạn phim hoạt hình thủy thủ Popeye. Câu hỏi là hình xăm chiếc mỏ neo được thủy thủ Popeye xăm trên cánh tay nào? Tay trái. Xin chúc mừng Thanh Duy. Tay trái là chính xác, nhưng mà anh ấy cũng có bên tay phải nữa. Mời anh xuống. Có như được lời một tràng pháo tay của khán giả đúng không anh? Biết không? Kệ, ừ. Nhưng không, trái là đúng mà. Nhưng mà thiếu. À thiếu. Câu hỏi tiếp theo. Câu hỏi hình ảnh. Trời ơi. Mặt số nào không xuất hiện trong bức hình xúc xắc sao? Số mấy? Số 6. Số 6 là đáp án chính xác. Xin chúc mừng Kali. Nhanh quá. Bấm không kịp luôn á ta. Vậy Kali chọn ô. Mình đang số 1 thì mình chỉ có thể chọn 21. Số 6. Số 6 là sự chọn của Kali. Chúc mừng Kali. Câu hỏi tiếp theo liên quan đến các loại trái cây nha mọi người. Trong các loại trái cây sau đây: trái thanh long, trái dâu tây, trái cây thần kỳ và trái Việt Quốc. Loại trái nào có hạt giống nằm bên ngoài trái? Chị Kali. Trái dâu. Trái dâu là đáp án chính xác. Xin chúc mừng. À, bây giờ mình lấy số 8 thì mình ăn được số 7 thành của mình, phải không? Chính xác. Đúng rồi, ăn được em. Số 8. Số 8. Hằng ơi. Chị đã ăn em rồi. Hằng ơi, chị thương em ăn không? Ăn 6, 7, 8. Rồi, câu tiếp theo. Câu này dễ nha mọi người ơi, tranh thủ nè. Phần ngấn rãnh từ mũi xuống môi được gọi là gì? Cái gì? À, nhân trung. Bấm vậy? Nhân trung là đáp án chính xác. Chính chúc mừng. Trời, tôi chưa kịp nghe câu hỏi nữa. Không, nhanh lắm, tại này là đặc điểm của mình mà mình được khen. Rồi bây giờ anh Thanh Duy. Rồi giờ anh chọn số nào ta? Thật ra bây giờ thấy hợp lý nhất là 17. Không, 14. 14 chui vô giữa dễ chết lắm. Đoạn sau mà bị ăn hai đầu là chết liền. Rồi 17 đi, theo em đi. 17 là sự chọn Thanh Duy. Mời em ạ. Một chàng trai trẻ vừa mới nhận bằng lái đã đi thẳng vào một đường một chiều nhưng không vi phạm luật. Tại sao? Đi bộ. Bằng lái mà. Ờ đúng rồi. Đi bộ là đáp án hoàn toàn chính xác. Xin chúc mừng. Đúng hợp lệ. Vậy là em chọn 21. 21. 21. Ăn thêm một con 23 nữa là anh đi hết luôn. Điếc luôn. Điếc luôn. Điếc luôn. Mời em ạ. Câu hỏi tiếp theo liên quan đến cuộc sống vợ chồng. Nữa hả? Trong cuộc sống, mỗi cặp vợ chồng đều có một điểm giống nhau tuyệt đối. Đó là gì? Ngày đám cưới. Có ai đáp án khác không? Thôi em nghĩ ngày cưới đúng á. Không lẽ giờ em thay đi hai chồng mà ngày em cưới ngày 1, anh cưới ngày 2 sao được? Đúng rồi, tấm thiệp mời trên bàn mà. Ngày đám cưới là đáp án
Chính xác. Đúng rồi, vậy là hãy nói với mình không bao giờ lệch được. Cặp vợ chồng này cũng sẽ giống nhau cái ngày đó, không bao giờ có chuyện lệch. Đó là điều chắc chắn. Anh chị chọn gói luôn. Hai ba hả? Ủa nhưng mà nếu mà cuối cùng ai là được nhiều ô nhất là người đó sẽ thắng đúng không? Đúng. Anh chỉ có một ô à, không có nhầm nhò gì hết trơn á. Đừng nghĩ vậy, đã từng có những trường hợp ta còn có 5 câu cuối cùng 1 điểm mà cuối cùng vươn lên 11 à, đó, vẫn được. Ê, ê. Anh tự tin vẫn không? Vẫn có thể được. Chơi đi em. Vậy thôi em ăn ô 8 thì chắc ăn đi. Để em vươn lên dẫn đầu. Là em chọn ô số 3. Ô số 3. Ô số 3 là sự lựa chọn của Phương Hằng. Không phải, phải chừa lại cho anh có một cái ô để nói chuyện với chơi, 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 chơi nó còn coi được chút đúng không? Để em kỳ quá. Thôi cố gắng lên anh ạ. À. Mời em à. Đây là một câu hỏi về MV ca nhạc ạ. Trong đoạn nhạc người đừng hỏi tôi vì sao anh yêu em, là tại vì em giống mẹ anh, đơn giản chỉ thế thôi, nụ cười nào cũng giống nhau. Dẫu có lúc ta giận nhau, ta giận nhau, thì anh vẫn nói rằng anh. Trong đoạn nhạc vì em giống mẹ anh của ca sĩ Mon Hoàng Anh của nhóm B336 có bao nhiêu chữ giống? 3 chữ giống. Chắc không? Nghĩ hơn anh đi ơi. Tại vì em giống. Cứ giả bộ quay lên đi từ đếm với chàng có quyền nhắc. Giống nhau gì nữa? Nụ cười nào cũng giống nhau. 4 3 3 có 3 chữ giống theo anh nghĩ vậy, anh nghe vậy. Và đáp án đó là 2 chữ giống. Thôi không sao, mình bước xuống. Lại xuống nữa không lớn hơn được luôn. Câu hỏi tiếp theo. Có một loại sách không cần đọc, không cần xem vẫn có thể hiểu được nội dung, đó là sách gì? Hay ta. Sách nói là có cái người người ta tự đọc, mình tự nghe, mình không cần phải đọc, mình để nằm mình nghe thôi. Tại vì đó là cái radio mà. Đó là đáp án chính xác. Rồi bây giờ Tâm sẽ chọn. Nếu Tâm chọn có lợi cho Tâm thì chọn số nào? Nếu mà chọn số 20 thì nếu mà câu sau trả lời đúng nữa thì có thể chọn 10 hoặc 18. Cứ ăn nó nhân đôi. Ủa thí dụ anh Tâm chọn 24 có được ăn số màu đỏ của anh Duy không? Cứ ăn nó chỉ có một thôi. Tào Tháo nói rồi, hễ làm chuyện gì lớn về hỏi vợ, vợ kêu đánh A thì phải đánh B. Ờ thôi 20 đi. Yeah, ok, hợp lý hợp lý. Rồi câu tiếp theo, câu tiếp theo. Sau đây là câu hỏi về ngôn ngữ. Nghèo nghèo, nghèo nghèo. Từ nào để nói về việc quấy khóc dai dẳng? Cái gì cái gì? Đây nhìn lên hình, đâu là từ nói về việc quấy khóc dai dẳng? Ngoèo ngoèo. A. A là đáp án chính xác. Sao bây giờ khó nhờ? Thật ra là em thấy 23. Là anh nên bảo vệ số 19. 23 đi, 23 đi, vẫn có cửa. Rồi bây giờ là câu hỏi tiếp theo. Thứ gì của bạn nhưng người khác lại dùng nó nhiều hơn bạn? Trời đất ơi, cái này khó lắm. Cái này rất khó. Cái tên, cái tên. Chính xác, xin chúc mừng. 4 hả? 11 hả? 11. 11 thì không bao giờ ăn được số 1 với số 6 của chị Ly đâu. Cái xây dựng đế chế của bây mình giờ đi. Em bắt quy thêm đi. Vậy thôi đi. Em nghe lời các anh chị khán giả, em chọn số 11. 11. Câu hỏi tiếp theo. Bạn sẽ không bao giờ nhặt được thứ này dù nó đang nằm chễm chệ trên sàn. Đó là gì? Có cái gì đang nằm trên sàn mà mình không cầm được nó? Có cái gì đang nằm trên sàn không nhặt được nó? Cái bóng của mình. Cái bóng là đáp án chính xác. Đáng lẽ là hồi nãy là Phương Hằng phải lấy số 9 mới đúng, để bảo vệ được 13, 17 và 21 của mình. À bây giờ mình ăn được số 17 với số 8 hả? Sao đang đuối tôi. Ê, ủa đâu có số này có giả chị mà. Số 9. Số 9. Yeah. Dạ câu này là một câu đố kẹo tiếp nha mọi người. Con gì mà hôm nay trời mưa mà mai nó ướt? Mưa hôm nay mà ngày mai mới ướt. Hey, con rùa. Hey. Con rùa đã bán chính xác rồi, chúc mừng. Số 5 đi em. Số 5. Câu hỏi tiếp theo. Trước khi ngọn núi Everest được phát hiện thì ngọn núi nào là ngọn núi cao nhất thế giới ạ? Núi Bà Đen hả anh? 5 4 là nó. Cái gì? Là Everest luôn. Là nó, là đáp án chính xác. Và bây giờ thì anh, bây giờ anh chọn số 10 đi. Lát câu 20 trả lời được anh ăn số 6 luôn. Là ăn số vợ luôn. Ăn vợ anh luôn. Đúng không? Chọn số 10. Lát anh trả lời câu 21, anh chọn số 6.
Là anh ăn chị Ly ba đó luôn. Số 10. Thấy chưa? Số 10. Sau đây tiếp tục là một câu hỏi hình ảnh. Làm cách nào có thể tạo thành số 4 mà không bẻ gãy bất kỳ một chiếc đũa nào? Làm thế nào để có thể tạo thành số 4 mà không phải bẻ gãy bất kỳ một chiếc đũa nào? Hãy nghĩ rộng ra. Đây, 4 là mã. 4 là mã, chính xác. Ủa tới câu 20 phá vỡ chưa? Chưa. Khi nào mà còn 5 câu mới phá vỡ. Bây giờ đang có 8 câu lận. Bây giờ anh Duy chọn đi. 14 đi. Ok, 14 hợp lý. Rồi, chốt. Thứ gì chỉ tăng mà không bao giờ giảm? Đó là gì hả Kali? Tuổi. Chính xác. Sao? Sao khán giả? Không. Sao đây bây giờ? Sao Bảo? Ở đây là không có vợ chồng nha, quan trọng là chiến thắng. Bây giờ thắng. Quay mặt chú tư. Rồi, 16. Câu hỏi tiếp theo. Phần nào của hình tam giác không thể bị phóng to khi soi bằng kính lúp? Chóp của tam giác. Góc. Chính xác hết. Anh chọn màu đi. 22 đi. 22, chốt. Rồi, hiện giờ số điểm các người chơi hiện giờ đang là Thanh Duy 6 điểm, Phương Hằng 5 điểm, Kali 7 điểm và Anh Tâm 2 điểm. Và bây giờ còn 5 câu hỏi cuối cùng thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với ô thứ 21. Và ô này được gọi là cơ hội tấn công, attack chance. Xin được nhắc lại là đối với ô vuông thứ 21 này thì nếu như ai trả lời đúng đó, thì được quyền chọn một ô chưa mở và được quyền phá bỏ một ô của đối thủ. Mời đọc câu hỏi. Chụp hình tự dưng phải sử dụng camera nào của điện thoại? Cả hai camera. Trước sau luôn. Cả hai là đáp án chính xác. Thấy chưa? Bây giờ anh chọn một ô ha, xong rồi anh phá góc ha. 24. 24. Bây giờ phá một ô. Đâu cái nào cũng ăn ba ô hết trơn á. 25 phải không? Chết người ta rồi. Có hai ô mà mấy người ta mà tàn nhẫn quá vậy. 25. Thật ra mấy ô kia ô nào cũng được hết trơn. Thì thật ra ô nào cũng được. Không mà thật ra đúng luôn á, là khúc cuối là anh gọi là đánh úp mình trở lại thấy không? Anh chỉ có một ô à, không có nhầm nhò gì hết trơn á. Đừng nghĩ vậy, đã từng có những trường hợp ta còn có 5 câu cuối cùng 1 điểm mà cuối cùng vươn lên 11. À, đó, vẫn được. Đoạn cuối quan trọng nha, đoạn cuối quan trọng nha. 25 này mà Kali lấy được nhiều điểm nè. Rồi, đọc câu hỏi đi. Kali phải làm sao ráng lấy được 25. Sau đây là câu hỏi hình ảnh, có gì sai ở hình ảnh này? Để ý kỹ từng chi tiết nha. Để ý kỹ từng chi tiết một. Anh chưa thấy luôn. Mời Kali. Cái đồng hồ á. Tại sao nó sai? Không có sai, đồng hồ giống nhau, 2 giờ mà. Nói chung á là nó sai thời điểm. Đồng hồ á là điểm lúc 2 giờ. Mà mặt trời lúc đó là có thể là lặn, có thể là mọc. Thì nó sẽ không bao giờ chính xác hết trơn á. Đúng rồi. Cái sai đây là đồng hồ thôi. Bây giờ chọn... Chọn 25 luôn. Bây giờ chị chọn ô nào? 25. Cho nó nhanh. Mời câu hỏi. Nữ ca sĩ Việt Nam nào đã tham gia góp giọng trong ca khúc Kiss Mask Mộng Mơ của bộ phim điện ảnh Thái Lan Friend Zone là ai? Ca sĩ trả lời đúng. Chị Bu là đáp án chính xác. Xin chúc mừng anh Tâm. Màu xanh trở lại rồi. À, số 2 ăn được 2 ô 8 với 14 á chồng. Là ăn được 2 ô hả? Là ăn 2 thì chồng chị đi luôn. Dạ, là anh số 2 đúng không? Đúng rồi. Ô số 2 và lấy luôn được ô 8 và 14. Rồi, tiếp tục. Câu hỏi tiếp theo đó là một em bé đi với ba em bé, hỏi có tất cả mấy em bé? Một em bé. Một em bé đi. Ủa? Với ba của em bé là một em bé. Ừ. Đi với ba của nó. Đi của ba của nó mà. Nhưng cũng có thể là bốn em bé. Thật ra thì đáp án nào cũng đúng hết. Yeah. Bây giờ đúng là có một ô nên chọn thôi. Vậy là 18. 18. Hai câu cuối cùng này mới căng thẳng nè. Ai cũng còn cơ hội hết cho nên từ bỏ nhau đi, đừng giúp nhau nữa. Xin mời câu hỏi. Làm sao để đặt một cây bút trên sàn mà không ai có thể nhảy qua nó? Sát tường. Sát tường đã bán chính xác. Xin chúc mừng. Số 4. Là ăn hết nguyên cái giò đó. Số 4.
Nhiều nhiều lắm luôn á, 2, 4, 6, 8, 9 rồi đó. Bây giờ người có khả năng... Không ai có khả năng lật ngược hết trơn á. Không còn ai luôn à. Anh Tâm là gửi xe đi về khỏi tính nè. Chị Ly cũng ít rồi. Nhưng mà em có cộng là cũng không bằng anh Duy nổi. Thôi đến mức này là cứ chơi đi, chơi đi. Câu hỏi tiếp theo câu đi. Câu hỏi tiếp theo đi. Sau đây là một câu hỏi hình ảnh, mời mọi người coi. Cánh cổng đá cho bức ảnh được gọi là gì và nằm ở đảo nào ở Việt Nam? Một hòn đảo rất nổi tiếng, rất đẹp. Cổng gì ạ? Lý Sơn. Lý Sơn là đúng nhưng chưa đủ. Tại vì đáp án câu hỏi là còn có cái cánh cổng đá, cái bức ảnh được gọi là gì nữa? Cái tên đó hả? Cái tên của cánh cổng đá là gì? Tò Vò. Tò Vò là chính xác, xin chúc mừng. Và như vậy, ô số 12 đã thuộc về anh Thanh Duy. Rất đẹp, rất đẹp. Và với những cái ô như thế này thì rất là dễ thắng cái vòng đặc biệt. Tại vì những cái nằm ở giữa là được mở ra hết rồi và thuộc về anh. Chúng sẽ được tổng kết lại sau 25 ô. Thì anh Tâm có 2 điểm, Kali có 6 điểm, Hàn có 3 điểm và anh Duy sẽ có 14 điểm. Xin chúc mừng anh Duy. Không có chi. Bây giờ đây sẽ là một đoạn clip mà hãy luôn luôn nhớ rằng hãy xem hết đoạn clip rồi hãy trả lời. Sau khi đoạn clip kết thúc, anh sẽ có thêm 10 giây. Ok. Vô tới đây rồi cái gì cũng ok đó. Rồi xin được mở hết tất cả những ô của anh Duy ra đây đúng ra. Nguyên cái mảng này là thấy muốn mở hết. Đúng rồi, gần hết rồi. Bắt đầu xem clip đi ạ. Tiêu, tiêu. Bụi vang. Đó. Đó, chó Phú Quốc. Một cây. Túi, thác. Xin mời anh Duy trả lời. Con chó cứ xoáy trên lưng không ở đâu có ngoài Phú Quốc đó. Chắc chưa? Chắc. Chúng ta hãy cùng xem lần lượt những tấm hình nha. Xin mời mở hết tất cả các ô còn lại ra. Một căn ha. Hình thứ nhất là bản đồ Phú Quốc và các tuyến đường giao thông hiện nay tệ tới đảo. Hình thứ hai là cái góc sống ảo thần thánh ở khu tắm biển Sunset Sanato, là điểm du lịch mới nổi ở Phú Quốc. Hồ tiêu Phú Quốc là một loại gia vị được coi là đặc sản của huyện đảo. Rượu sim là loại rượu đặc sản. Chó Phú Quốc là một trong 3 dòng chó có xoáy sống lưng trên toàn thế giới. Hình 6 là một trong những nơi sản xuất ngọc trai lớn của Việt Nam, nên Phú Quốc còn được gọi là đảo ngọc. Và thứ 7 là suối Tranh, là điểm du lịch của khách và là nét đặc trưng của Phú Quốc sau dinh cậu. Và đáp án là Phú Quốc. Xin chúc mừng. Yeah. Và như vậy anh Duy đã nhận được giá trị thưởng là 10 triệu đồng. Xin chúc mừng anh. Nói chung mời dẻo nè, và phải dẫn cả hội trường đi ăn. Cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn. Rồi, xin mời anh Duy qua đây nhận thưởng ạ. Và anh đã nhận về cho mình để đi thưởng là 10 triệu đồng. Xin chúc mừng anh. Sao? Vậy có chia với vợ không? Không. Không chia cho em, chia em. Những người đàn ông phải chia cho nhau. Tâm chia ok. Anh thể ép anh em tôi quá mà. Em chúc anh may mắn tối nay nha. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Chúng ta sẽ gặp lại nhau giờ bình thường là 20:30 thứ hai tuần sau trên HTV7. Nếu như quý vị có lỡ bất kỳ tập nào, có thể xem lại thông qua kênh YouTube MCVMedia cũng như là cổng thông tin Mnet Verse. Xin chào và hẹn gặp lại.